Hello anh em, hôm nay mình làm video cập nhật về cái game NFT Crypto Play nhá. Mình bắt đầu mua và tướng và chơi từ ngày 15 tháng 7. Thì thời điểm mình mua á là cái giá của nó là 4,5 đô. Đây cái lúc mình làm cái video mà ngày 15 tháng 7 đây, lúc đó là giá 4,5 đô thôi. Bây 4,52, bây giờ là đã 31,60 đô rồi. Thì thời điểm đó á thì mình có đầu tư là 300 đô. 300 đô để mình mua mua tướng và mua mua vũ khí để chơi. Thì sáng nay thì mình có chốt, mình bán được, mình bán 10 11 skill, 11 skill thì đây đây là cái số BNB mình bán là được 239 đô. Thì tính cả cái số skill mà hiện giờ mình đang mình stake trên 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 cái giao diện của dự án á là mình còn 8,19 skill nữa. 8,19. 8,19 mà mình nhân cho giá hiện tại bây giờ là 31,56 rồi. Thôi mình nhân cho giá là 30 đi. Là đã 245 đô rồi, 245 đô và cộng với 239, 245 cộng 239 là 484, thì coi như là sau sau 3 đến 4 ngày thì trừ đi cái số tiền mình đầu tư là 300 đô thì dư ra là còn 184 đô, tức là khoảng 4 triệu, 4 triệu mấy đó. Có sau có mấy ngày thôi. Mình cũng không ngờ là cái giá cái nó tăng, cái đồng coin này nó tăng như vậy. Thì cứ một trung bình cứ một ngày á, một ngày mình đánh được cứ một tướng là đánh được là 5 lượt, nó 5 đúng rồi, một tướng là 5 lượt, 5 4 tướng là 5 20 lượt thì mình có mới có 3 tướng thôi. Mình tính mình mua một tướng nữa. Đây mình thử đánh một tướng nha. Mình thử đánh một lần mình xem cho các bạn xem là mình được bao nhiêu skill nhé. Con tướng của mình level 12 này. Mình chọn kiếm này, mình chọn cái con mà dễ nhất nhé. Very Light Story Victory là dễ nhất này. Mình chỉ thêm là khi các bạn chơi á thì cái số ga này các bạn giảm đi này. Đây là 50.000 thì mình lấy 2, mình giảm xuống 25.000 thôi. Mình vẫn vẫn cần confirm được để giảm cái tiền tiền chi phí thì cứ tệ vì một lần đánh là đô ạ, không phải như là 0,2 hay 0,1 hay là 0,3 đô vậy ạ. Các bạn nhân ra BNB là các bạn sẽ thấy thì mình giảm cái ga để cho mình đợi để cho tiết kiệm. Đó, mình để mình rồi sau là mình thắng nhé, mình được 0,17 skill này. 0,17 skill thì mình cứ tính trung bình á theo cái bài toán mà chi phí đầu tư á thì cứ khoảng một ngày mình cho là một ngày mình được 5 skill nhá. Một ngày 5 skill thì một tháng là bao nhiêu skill? 5 35 là 150 skill. 150 skill mà nhân nhân cho giá hiện tại là mình lấy là 30 đô đi. Thì là mình được cái số tiền là 4.500 đô. 4.500 đô nhân ra Việt Nam đồng là 103 triệu. Nếu cái giá crypto play này vẫn là 30 đô nha thì mình nhân ra thì cho các bạn có thể thấy là cái lợi nhuận nó khủng khiếp thế nào, 103 triệu mà mình đầu tư có 3 triệu bạc à. Mình ví dụ như bây giờ là cái giá crypto play nó giảm đi, nó giảm xuống còn ví dụ như 5 đô chẳng hạn. 5 đô đi. Thì 150 skill mà nhân cho 5 nhé, cũng là 750 đô. 750 đô nhân 23 là cũng 17 triệu. 17 triệu một tháng. 17 triệu một tháng, ví dụ như mình hạ đi, ví dụ giá skill còn 2,5 đô đi thì cũng phải tầm cũng một tháng mình cũng kiếm được gần 10 triệu. Con số rất là kinh khủng. À, mình cũng không 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 ngờ là nó mình nhân ra nó có con số nó lớn như vậy. Theo mình thấy cái game này nó sẽ cái đồng skill này về dài hạn mình nghĩ chắc có khi nó còn tăng nữa, bởi vì là cái ở cái video trước á mình có nói rồi, nó cái tổng tổng đồng này chỉ có 1 triệu đồng thôi, chỉ có 1 triệu đồng. Đây mình qua cái chỗ ấy đâu mất rồi ta, các bạn đợi mình xíu nhé. Overview 1 triệu đồng bây giờ khối lượng giao dịch của nó là đến bây giờ là đã 2 triệu 3 rồi. Hôm bữa mình mua mình nhớ là khối lượng của nó là chưa đến 1 triệu đô, bây giờ khối lượng của nó đã hơn gấp đôi rồi. Các bạn thấy này, đây là cái số skill của nó chỉ có 1 triệu skill này. Thì nếu mà các bạn nào mà chưa chưa đầu nếu mà muốn chơi thì mình nghĩ là các bạn nên đợi đợi để cho cái giá của cái skill này nó giảm đã, chứ bây giờ nó tăng ghê quá. Nó tăng như thế này thì mình bây giờ mình vô mình mua skill để mình mua tướng, mua game thì rất dễ bị đu đỉnh. Có thể mình đợi nó giảm về khoảng 20, 25 hay là bao nhiêu đó thì mình cứ mua BNB trước. BNB, tại vì có BNB thì các bạn mới đổi cái mới vô để mua mua skill được.
Đấy, BNB hôm bữa mình mua là 301, bây giờ cũng 305 đô rồi, cũng tăng nhẹ một xíu rồi ha. Thì ở cái bài toán đầu tư á, thì mình rút kinh nghiệm trong nhiều lần rồi. Cứ lãi đồ là không chốt, nhưng mà lần này là mình chốt luôn. Mình bán ra BUSD rồi, thì nói chung đến thời điểm này là hoàn gốc và có lãi rồi. Bài toán lợi nhuận mình tính ra để cho các bạn thấy. Bây giờ mình đầu tư thị trường mà nó đang đang đỏ, nó đang Bitcoin rồi, Oncoin rồi, market nó đang rất là ảm đạm, mà cái xu hướng game này mình nghĩ là sắp tới nó sẽ còn bùng nổ. Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất là đây là game có thể kiếm ra tiền, thứ hai là cái dòng tiền đổ vào nó, và thứ ba là bây giờ các bạn biết ở ngoài bây giờ dịch dập rất là nhiều, càng ngày càng phức tạp, bà con nhiều người rất là khó khăn, người ta sẽ tìm đến những cái kênh đầu tư kiếm tiền online trên mạng, thì cái mảng cái ngách game này nó sẽ là một cái ngách vô cùng hấp dẫn đó. Thì ngoài ngoài cái game này mình chơi ra thì mình còn có hôm hôm kia mình có bỏ tiền ra mình mua mấy con tướng của cái game Faraland này nữa. Cái game Faraland này mình mua hai con tướng, à mua ba con tướng rồi. Thì game này nó cho bạn sẽ test vào tháng 8 này sẽ test net. Thì mình sẽ có thể là không biết là nó sẽ test net như hình thức như thế nào, nói chung là để có cho chúng ta trải nghiệm, và đến tận tháng 12 cơ. Tháng 12 thì nó mới mới cho chính thức chơi game, mà cái số tướng này nó chỉ có hữu hạn 30.000 con thôi, thế nên là anh em nào nếu mà muốn chơi đồ thì trải nghiệm sớm thì mình khuyên là nên tốt nhất là nên đầu tư sớm ha. Đầu tư sớm thì cái giá nó còn rẻ. Bây giờ ba con tướng này hôm bữa mình cũng bỏ ra khoảng tầm 10 15 15 triệu á để mình mua. Ok ha. Còn cái gì nữa nhỉ? À còn cái cộng đồng của game CryptoPlay này nữa, nó có cái cộng đồng đây anh em. Cộng đồng Việt Nam lại hơn là đến 9.000 người rồi. Anh em vào đây trao đổi rồi mua bán tướng và vật phẩm rất là sôi nổi ha. Anh em nếu mà tham gia thì mình sẽ để cái đường link Telegram xuống dưới để cho anh em sau này vô tham khảo. Thời gian mà bỏ ra chơi game á là ba lần mình đi đánh á, tầm mất khoảng có mười mấy phút thôi các bạn. Nó rất là thời gian bỏ ra rất là ngắn. Một ngày bỏ ra mười mấy phút, mà một tháng mà có cái số lượng cái lợi nhuận khủng khiếp như thế, thì anh em nghiên cứu và tranh thủ nha. Ok, clip này mình làm tới đây thôi nhé. Cảm ơn anh em nhé. Nếu mà thấy clip mình hay thì like, subscribe, ủng hộ mình nhé.